Sáng ngày 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, tới sự có đồng chí Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đại biểu quận có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các phòng ban ngành đoàn thể của quận, các phường và trường học thuộc quận. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo quận đã khắc phục khó khăn, tích cực chủ động không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Quy mô trường lớp ổn định phát triển, toàn quận có 17 trên 33 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó bậc học mầm non có 4 trường, bậc tiểu học có 6 trường và bậc trung học cơ sở có 7 trường. 26 trên 33 trường đạt kiểm định chất lượng. Về đội ngũ có 94,3% cán bộ giáo viên các cấp học đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục được nâng lên. Ngành giáo dục và đào tạo quận đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Các hoạt động chuyên đề chuyên môn cấp thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy và học tập, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các trường mầm non đạt 100% ở các lĩnh vực phát triển. Bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,3% và tỷ lệ học sinh chuyển cấp đạt 100%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng với tổng số 113 học sinh đạt giải, trong đó cấp thành phố có 5 giải, cấp quận 108 giải. Kết quả kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông, quận Kiến An ở vị trí top đầu thành phố. 100% học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận đều đỗ tốt nghiệp. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường học được chú trọng. Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021 của quận được thành phố kiểm tra công nhận lại đạt kết quả mức độ cao nhất. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Cùng với đó, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, hiệu quả của giáo dục thường xuyên, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Mặt khác, tăng cường xã hội hóa cơ sở vật chất, nguồn lực, đầu tư đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục, dạy và học, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, công tác kiểm tra giám sát, ngăn chặn xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 9 tập thể, tặng bằng khen cho 7 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Ủy ban Nhân dân quận biểu dương khen thưởng 29 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 26 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. 28 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia cấp thành phố, 12 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và 11 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.